Em tiếp tục phải bóc âm ly cho bác đây. Vừa bóc xong nhiều thùng đây, cả CD và âm ly cho bác đấy. À, trong chỗ này thì có cả âm ly, cả tuner, cả âm ly các loại cho bác. Mức giá thì bình dân, từ một vài trăm nghìn đến một vài triệu, một hai triệu. Toàn một hai triệu thôi, chẳng có cái nào 3 triệu. Bình dân cho bác nhé. Các bác có ít tiền các bác cứ giao vào đây mà rồi các em nó. Có hai con Tectic V7 có hơn 2 triệu rồi. Sau đây em sẽ quay clip, chắc là chỗ lô này thì em phải quay đến hai clip, mặc dù là có thể báo nhanh. Báo nhanh nhưng mà để em xem nhé. Giá thì em đã báo giá trên này rồi. Tất cả hình thức có giá có số, bác nào lấy được thì liên hệ với em. Còn không lấy được thì bác cứ đi tham khảo kênh khác. Tất cả các mặt hàng này báo cáo các bác là em giao hàng tận tay đến nhà các bác, cho các bác kiểm tra hàng, tình trạng hàng rơi vỡ các bác hủy đơn cho em nhé. Còn tình trạng mà không rơi vỡ thì các bác cứ nhận hàng giúp em về đường cắm điện 220 là được. Ngoài ra các bác muốn giao dịch các bác gọi về số điện thoại cho em hoặc nhắn tin vào điện thoại, các bác đừng nhắn vào Zalo ạ. Zalo em bán hàng hơn 10 năm rồi không kết bạn được, nên các bác nhắn vào đấy em nhắn trả lời lại cho các bác thì nó lại bị không nhận tin nhắn từ người lạ nên là không nhắn được đâu. Tất cả các bác muốn mua hàng thì các bác gọi không được thì các bác nhắn tin vào số điện thoại nhé, là tôi gọi cho anh không được, nhắn tin tôi cần mua cái này thì em trả lời ngay trên điện thoại luôn, chứ đừng nhắn Zalo. Zalo có nhiều ngày không mở ra, nhiều bác muốn mua lắm cuối cùng không mua được đó. Thành ra là mất cái thành tâm của bác, thành ý của bác. Bác muốn mua lắm cuối cùng không mua được, ức chế. Các bác nhắn vào điện thoại của em là tôi gọi không thấy nghe, báo cho tôi cái này, thế là xong. Còn bắt đầu vào đây ạ. Em bắt đầu từ các con số em đã ghi hết trên này và giá thành em ghi trên này rồi. Giá thành em ghi trên này rồi. Trong này có hai con tuner này, 800.000 này. Đây nhá, gồm có một con tuner của Victor. GTV51. Con tuner này có mức giá là số thứ tự là 601, giá 800.000. Và con tuner dưới nữa là con tuner của Pioneer. Pioneer nhá. Pioneer TX890022 là mã. Con này có mức giá 900.000. Hai con tuner này. Còn lên đây. Đây là con âm ly Otto. Có model là DCA A600, số thứ tự là 600, giá 2.800.000. Con này các bác chú ý nhá, của em nó có hai đèn vu đấy. Đèn vẩy nhá, đèn vẩy đây này. Đèn vẩy rất là đẹp luôn nhá. Có hai đèn vẩy. Chưa? Bát chép ba lăng, cân loa, lâu lướt có, bình vượt có. Privat đây. Được chưa? Áo có 4 cổng vào. Bà ơi, ông ơi thì con. Đấy. Được chưa? Con này là số 600, giá 2.800.000. Về phía sau đây ạ. Đây, về phía sau đây. Con này có bộ cảm nhiệt rất là khủng. Hai cầu chì bảo vệ. Được chưa? Hai cầu chì bảo vệ. Con này chở kháng 8 ohm. Đấy. Mức giá 2.800.000. Sang đến tiếp tục con số 603, nó là con âm ly của Sony. Con này thì đánh hay rồi, hay. Các bác đã từng chơi con này biết nhá. Giá 2.900.000, mặt mũi đẹp cong keng luôn, hầu như là không có một vết chấm chảy nào. Ok, 2.900.000. Con 603, đây là con model Sony là TA1150D. Các bác đọc cần chi tiết thì bác gõ này, Sony TA1150D vào Google ấy. Giá hết các thông số luôn chưa? Còn đây em vào giới thiệu bao nhiêu con âm ly và em chi tiết quá thì lâu lắm. Sang con 604, em bao hoạt động hết cho các bác nhé. Con số 604 giá cũng 2.900.000, đó là con Pioneer SA6850. 6850 đấy ạ, không phải đơn giản. Được chưa? Con này là hai cầu AB này. Mở đánh một lúc cả A cộng B luôn này. Bát chép độc lập này, volume này. Con này chỉnh vế loa và ba lăng bên trong nhé. Đấy nhá, bên trong. Ba cổng tuner vào này, lâu lướt có hết này. Giá 2.900.000. Xuống tiếp tục con âm ly phía dưới nữa là con Victor. Con này chữ đỏ nhá. GA S3031 nhá. Con này các bác nào lấy này, lấy cả âm ly Victor này với lại con tuner này thì bảo em nhá, có tuner của Victor nhá. Nhá. Đây nữa, có cả âm ly Victor này, tuner đây, các bác nào lấy thì báo luôn nhá. Để cho theo bộ ấy. Đấy. Đây là con Victor. Bác nào lấy thì sẽ báo theo bộ cho nó dễ luôn. Nếu báo luôn ạ. Victor số 6005 giá 2.200.000.
2.2 con Victor này. Có gì này, đẹp như mới luôn. Volume nó sáng choang luôn. Victor à, 2.2, 605. Xuống tiếp tục phía dưới đây là con Technic SU7600. 7600 7600. Con này bát xếp độc lập, cân loa độc lập. Con này các bác nhìn nhá, có cả A cộng B vào đây này. Chính thức cái này là A này, cái này là B này. Và đánh một lúc cả A cộng B luôn này. Nhiều lúc không ký hiệu, được chưa? Đấy, con này 2.9 triệu. Đó là con Technic SU7600. Xuống dưới nữa, tiếp tục đó là con Victor. Ông Lee Victor. Con này là GA S51. GA S51 này. Nên giá 2.8 triệu. Đây, cổng ghép mình trước nó có đây. Nếu vẫn còn nguyên thì cứ đậy vào. Vẫn còn cả này. Chưa? Giá 2.8 triệu, 607 cho con Victor. Chưa? Nên em quay về phía sau cho bác luôn này. Đây, về phía sau này. Bác để ý luôn nhé, từ trên nhé. Con trên sorry này. Con sorry bên trên nhé. Đây. Được chưa? Hình thức tất cả đều đẹp hết. Con xuống dưới là con Pioneer này. Con Pioneer được chưa? Con Pioneer 6850 đấy. 6850 đây. Thế này về các bác lau đi nhé. Lau để vệ sinh. Con này chở kháng và chú ý này, 4 đến 16 ohm nhé, thoải mái đánh các loa. Xuống tiếp tục phía dưới nữa này, đó là con Victor này, con Victor được chưa? À, model GA S31 này, con này chở kháng gì đây? Ôi dồi, 4 đến 16, thoải mái đi. Tiếp tục dưới này con này, 4 đến 16 là con Technic SU7600 này, cũng chở kháng từ 4 đến 16 ohm, 8-16, được chưa? Và xuống dưới cùng. Con dưới cùng đây cũng là con Victor, trở kháng cũng 4 đến 16 ohm. Dòng 4 đến 16 ohm thì đánh được hết các loa, khá được nhiều loa luôn. Đánh khá nhiều loa. Sang đến bên đây. Các nào cần biết chi tiết hơn thì bác gõ nhá. Con trên cùng này là đó là con đờn nông. Con đờn nông nó bị mờ, chữ đờn nông. Con này là con đờn nông PMA680R. Từ ra con đờn nông ạ. Tí nữa em quay sau các bác biết. 680R, số thứ tự là 608, giá 2.6 triệu. Con đờn nông PMA680R nhé. Đời đông có cầu A, cầu B, hai cầu AB luôn. Bát chép độc lập, ba lăng độc lập, có lau lướt nhé. Mặt mũi đẹp. Số 608 giá 2.6 triệu. Xuống tiếp tục phía dưới là 609 giá 2.9 triệu. Con này công suất khá khỏe đấy nhé. Đây, con này đặc biệt là họ cất đây, cất chỉnh bên trong này nhá. Được chưa? AB, hai cầu AB và AB riêng, hai cầu mỗi AB một lúc này. Bát chết độc lập hay ba lăng có luôn đây này. Súp rồi Moran này, cái gì đây. Dirto in này. Nói chung là con này. Này. Còn đẹp keng, để các bác lau đi. Lau bụi đi, em không lau được. 609 giá 2.9 triệu. Xuống con 610 cũng giá 2.9 triệu, đó là con Pioneer AK80. AK80. Con này sản xuất toàn tiếng Nhật. Các bác nhìn, tất cả toàn tiếng Nhật thôi. Này. Toàn tiếng Nhật cho các bác đây. Có e cái e quay nhá. E cho nhá. Và đua toàn tiếng Nhật hết thôi. Thỉnh thoảng có chữ tiếng Anh, toàn tiếng Nhật tất. Con này 610 giá 2.9 triệu. Con Pioneer AK80. Bác nghe rất lạ đúng không? Bởi vì nó có dùng trong nước Việt Nam đâu. Đây là nó sản xuất dùng trong Nhật mà, toàn tiếng Nhật mà. Số dưới cùng nữa đó có Technic 75A. 75A này. Bát xét độc lập, con này rất hay chứ. Con này nhiều chế độ quá. Con nhìn này. Con này A này, B này, A cộng B luôn này, hai cầu này. Chưa. Ủa thì con này nhiều lắm, nó nhiều chế độ. Vạn luôn. Các bạn thích khám phá, rước cái này về. 611 giá 2.6 triệu. Đấy, em quay ra phía sau cho bác luôn này. Con trên cùng là con đờn nông, lúc nãy đã mở chữ đây. Model này, PMA680 R, được chưa ạ? Hai cầu. Trở khá của nó đây, 6 đến 16 ohm. Cầu A, cầu B riêng là 6-16, A cộng B là 12-16 ohm, chưa? Xuống phía dưới nữa đó là con Sony TAF222SA đây, được chưa? Đây, 22SA đây. Các bạn nhìn thấy chưa? TAF222SA đây. Điện 100V 215W này. Con này trở kháng cũng 4 đến 16 ohm này. 4-16, 8-16. Loa đánh thoải mái đi. Tiếp tục xuống dưới cho cùng nữa có Pioneer AK800. Con này và có bác hàng dùng trong nước Nhật này. Khỏi phải nghĩ, chở kháng 4 đến 16 ohm nhá. Phang hết các loại loa.
tiếp tục xuống dưới nữa, đó là con Technic SU8075 này. 8075 con dưới cùng này. Trở kháng cũng từ 4 đến 16 ôm. Nên là đánh được khá nhiều loa luôn. Để cho các bác biết là nó đánh được nhiều loa như nào. Không nhiều lúc các bác bảo tôi có loa 4 ôm, 8 ôm nó khó. Sang đến cái lô mặt trắng này. Con này là con Victor này. Các bác nào vào chơi những dòng loa Buxell hoặc là trong những căn phòng nhỏ gọn nhé, trong phòng ngủ, rước nó về. Nó là tối ưu cho các bác, gọn nhẹ, nhẹ nhàng. Nghe Buxell cực kỳ phê, gọn nhẹ luôn nhé. Một em. Con này con Victor. Số thứ tự là 612, giá 1.900.000. 612, 1.900.000. Đấy. Tất cả các lô còn bình thường hết. Được. Số phía dưới đó là con Pioneer SA7700. Con này đèn tia nhé, đèn nháy tia nhé. Đèn nháy tia. 613, giá 2.900.000. Phanh rô đẹp nhá. Có cầu A, cầu B này, riêng này, bát tép độc lập này. Có lau lướt này. Chưa. Xuống tiếp tục phía dưới đó là con Yamaha 614, giá 2.600.000. Yamaha. Đây ạ. Yamaha đánh khá hay dòng này, thì các bác nào bí bí đang có loa Anh Quốc ấy, không có giờ đánh, lấy Yamaha đánh tặng 2.600.000. Ô đánh hay đấy ạ. Loa của Anh Quốc các bác đánh Yamaha được đấy. Còn phía dưới đấy ạ, xuống phía dưới hai con Technic này 615 và 616. Hai con này giá như nhau, 2.900.000. Technic V7. À con trên này xấu hơn con dưới một tí ạ. Hai con này đều có class A nhé. Hai con đều có class A. Con trên này là có một cái vết này, nhìn thấy chưa? Đấy, vết này. Đấy, con dưới không có. Vậy con trên này 2.900.000 em giảm 300 cho bác, còn 2.600.000 nhé. Vết đấy thì tí để lau. 2.600.000 con này thì em chữa giá luôn cho. Báo thế cho nó nhanh. Technic nha, V7. Tất cả class A, dòng class A thì đừng có hỏi là nó có hay hay không, chất âm nó có sạch hay không. Còn đây em quay về phía sau, có Victor đây. À, Victor Boden AE5 đấy. Con này em báo cho bác rồi, con mỏng nhất này. Con này về dùng gia đình thì tuyệt vời luôn. Có cả cổng phone này, đầu cối cho bác này. AUX TV, TAP có hết nhé. Được chưa? Và đặc biệt là nó lại còn hai cầu loa luôn. Con này trở kháng này, 8-16 ôm. Hai cầu loa. Xuống phía dưới này tiếp tục, đó là con Pioneer SA7000 này, con này cũng hai cầu loa luôn nhé. Trở kháng từ 6-16 ôm. Xuống phía dưới nữa đó là con Yamaha. Đấy, Yamaha được chưa? Trở kháng 4-16 ôm, khỏi phải lo về ôm của ô loa. Xuống dưới con Technic. Con này cũng 4-16 ôm luôn. Mình cho hai con này như nhau rồi. Con phía dưới này lại bị trượt một cái lẫy này bác ơi, nên lẫy khóa nên. Vậy là cả hai con này sẽ giảm cho các bác còn 2.600.000 tất xuống cho bác nhé. Một con này thì hơi bị chấm xước, con này bị cái này, thật ra những cái này dây loa bác gài ở đây kìa, một đường nó cắm tụt ở trong kia là xong này. Nó nhìn thấy chưa, đây bên này có một lỗ tụt là dây dương tít trong gài đây xong. Nói chung là hai con giảm tất giá cho bác thì em chỉnh giá hai con còn xuống tất cả đều là 2.600.000 nhá. 2.900.000 giảm xuống tất cho các bác nhé. Mà tóm lại còn 2-3 tất thì khỏi phải 2-6 nhá, 2.3 tất tí em giảm cho. Bán hàng thế cho nó sướng. Em chào các bác. CD lại về cho các bác đây. Quá nhiều sự lựa chọn cho các bác ạ. À đây là những dòng CD cho chất lượng âm thanh khá là hay, giá bình dân. Ở CD trên thị trường bây giờ thì cũng khá là nhiều, nhưng mà các bác là muốn nghe nhạc hay thì chắc chắn là nguồn nhạc phải từ CD rồi. YouTube thì nó cũng có cái hay, nhưng mà dùng giải mã nhưng mà nó không thể hay bằng CD và nhạc gốc, hoặc là dùng giải mã số được. Chính vì vậy các bác các chú các anh về đam mê âm thanh mà muốn nghe chất lượng âm thanh nó hay tiết thì bắt buộc vẫn phải có CD. Không có CD thì không thể nghe hay được. Đấy. Thì đây là những dòng CD với cái mức giá tầm vừa tiền, bình dân cho các bác các chú các anh. Giá thì em đã công khai giá trên kênh rồi. Bác nào lấy được thì liên hệ với em. Thế thôi, còn bác là cảm thấy nó cao giá thì mời bác lại tìm hiểu kênh khác. Thế thôi chứ em báo giá rõ nhé, kênh của em bán hàng báo giá rõ công khai. Em không bắt bác lấy, các bác lấy nhé. Còn nếu thôi còn bác thoải mái thì bác lấy, còn không thoải mái thì không bắt bác lấy. Tiền đang ở trong túi của các bác, được chưa? Chứ không nhiều bác lên chém gió, mày bán mấy cái đồ nát này, xong đặt cái độ cao. Thì bác bây giờ nhiều lúc nhiều bác lắm tiền,
bác lắm tiền thì bác mới có mua được, chứ bây giờ nhiều người còn ăn còn chưa đủ, người ta lo bây giờ người ta đam mê âm thanh thì người ta lấy tập bình dân thì thôi bác ạ. Nhưng cái gì thế thôi chứ bác nghe. À, các bác bình luận thoải mái nhưng mà nên văn minh. Còn bình luận mà tóm lại là bình luận mà có những cái mà thiếu tính chất xây dựng, phá đám các thứ là em cho các bác ra ngoài hết. Bác thông cảm mà, có những người không suy nghĩ xây dựng, giúp được em cái gì thì cứ giúp. Còn em làm dâu trăm họ, không thể phục vụ hết các bác nó chu đáo được, các bác thông cảm. Ở nhà 5-7 người, 5-7 anh em còn loạn hết cả dên lên đây. Một cày mấy trăm cuộc gọi, xong rồi phục vụ cả bao nhiêu triệu người. Vẫn muốn là phục vụ tốt lắm, nhưng mà tốt nhất là để công khai giá, bao hàng hoạt động bình thường, tình trạng tốt. Các bác em giao hàng đến cho bác cứ kiểm tra hàng cho em. Tình trạng không rơi vỡ bác cứ nhận hàng. Em nói nhiều nhá, không rơi vỡ các bác cứ nhận hàng. Còn về kỹ thuật ấy, bác bảo nó vấp lắm Tuấn ạ, không được, em đổi cho bác. Nó vấp lắm không được, bác giả đi, em giả tiền cho bác, không sao, cái đấy không sao. Nhưng các bác nhiều lúc nhiều bác là cứ bắt các bác điện đến là ông phải ngồi đây ông test cùng tôi, họ không có chuyên môn nhá. Nên là nhiều người là họ ấy không chuyên môn, cứ bắt thế là họ lại đem về, mất việc của em lắm. Được chưa? Em cho các bác mở hàng kiểm tra, cứ không rơi vỡ bác nhận hộ em thôi. Thế thôi. Còn là kỹ thuật bên em đã đảm nhiệm. Và cái tiếp theo nữa là các bác nào có muốn lấy hàng ấy thì các bác gọi điện cho em nhé, bác gọi điện, đừng có nhắn tin Zalo nhé. Nếu các bác gọi điện không được thì các bác nhắn tin sang số điện thoại cho em là anh gọi điện cho chú không được, chú báo cho anh mã này mã này mã kia đấy, chứ bác đừng nhắn Zalo. Thật ra là bác có thông cảm là Zalo họ khống chế kết bạn nên chỉ được mấy trăm người thôi, mà em bán hàng chục năm rồi, bây giờ mở cái tin nhắn Zalo đến nó đỏ rực, không biết các bác là ai cả. Thế mở ra thấy bác hỏi này gãy, nhưng mà nhắn tin lại cho bác thì là các bác lại chặn cuộc gọi, không phải chặn cuộc gọi mà người ta thông báo là không nhận tin nhắn từ người lạ, thế không kết bạn được thì em gọi cho ai? Nên là em không trả lời trên Zalo nhé bác nhé. Trả lời trên Zalo là chỉ có kết bạn với nhau hoặc hai người đã trả lời với nhau rồi là thống nhất là tin nhắn nhận rồi. Chứ em trả lời rất nhiều bác nhưng mà cái đầu Zalo của bên bác ấy bác không mở nhận tin nhắn từ người lạ đấy, em là người lạ mà. Thế là em nhắn lại cho bác thì nó bảo thông báo không nhận tin nhắn từ người lạ. Thế em trả lời cho ai? Nên chính vì vậy tất cả các bác nào muốn mua hàng của em nhé, hoặc là muốn mua nhanh đỡ bị lỡ ấy, thì bác gọi điện, không gọi điện được thì bác nhắn tin vào số điện thoại luôn, trực tiếp số điện thoại. Bên em hết cuộc gọi em sẽ chủ động gọi lại, hoặc là đàm phán nó dễ, chứ không nhắn Zalo có nhiều bác rất muốn lấy bao nhiêu ngày không thể trả lời, bởi vì trả lời thế nào được bác, đỏ rực rồi không trả lời được nhá. Sau đây em báo giá này nhanh, bác nào đã thấy em giới thiệu không thích thì tua đến báo giá luôn nhé, em đã nói nhiều lần rồi. Bắt đầu từ con CD Pioneer này, số thứ tự là 300, số thứ tự 300, số 300, giá 1.900.000, con Pioneer này. Hồi gỗ nha, hồi gỗ hai đầu. Đây là con Pioneer PD-M6. Tất cả hàng này em báo nhanh nhưng bao hoạt động tốt ạ. Cho nhanh, chờ đỡ rồi. Pioneer M6 nha, rất đẹp. Hồi gỗ. Xuống dưới là có là con CD Kenwood 1100D. 1100DD. Được chưa? Digital out. Có cổng quang ra. Con số 301, giá 1.600.000. Xuống tiếp con phía dưới này. Con này có tech này. Con tech này nó lại là con tech CD nhưng nó lại có giải mã. Đấy, thế chị. Hiện tại thì bên em chưa test giải mã. Nhưng mà giá này 3.900.000 này là giá có giải mã chạy nhá. Giá 3.900.000 này giá giải mã chạy, còn nếu mà giải mã không chạy thì giá em sẽ báo lại. Bác nào chốt cứ chốt. Bởi vì với một cái tại sao mà nhiều bác lại hỏi là tại sao một con CD như này giải mã này có 3.900.000? Bởi vì bác nhìn này, trên lưng này là nó bị hơi như bị nhám này. Bị nhám chưa? Nhưng mà nhìn bình thường vào như này thì nó không thấy đúng không ạ? Đấy. Anh em mình dùng thì kê nhìn như này không thấy, nhưng trên lưng nó bị xước nhé, bị nhám ở trên, bề trên. Còn nhìn thẳng ngoài này vào thì không có gì. Đấy, con tích. Đây là CD Roy 890. Con này có cả rack này thì chứng tỏ nó ghi được cả đĩa đây. Đấy. Với mức giá 3.900.000 đấy là nó bị sớn này. 3.900.000 này là chạy được giải mã, còn nếu không chạy được thì em sẽ giảm giá cho nó nhanh. Xuống tiếp tục dưới nữa là con tích tiếp, con tích dưới nữa là con tích CD P1850. Nhé. Con này số 303, giá 1.500.000. 1.500.000. Xuống dưới cùng nữa là con 304, giá 1.600.000. Là con Yamaha, CD Yamaha CDX493. Cũng đẹp, những con này đẹp. Tất cả hàng các bác yên tâm nhé, con nào nó sứt vỡ nhiều thì em sẽ báo là sứt vỡ nhiều. Còn con 303 này này, mặt ngoài không sao đâu, nhưng mặt trên lưng này nó có tí chấm này. Đấy. Mình quay lên trên mới nhìn thấy, nhưng bình thường nhìn này không thấy. Đấy. Tí. Sang con 305. 305 mặt trước của con Sony này thì không sao, đây mặt trước đây. Nhưng mà nhìn lên bên trên thì những cái viền trên này hơi bị sớm xước. Đấy, xước ở phía trên. Đấy. Nhưng mà để nhìn ngang vào thì không thấy. Ok chưa?
Con này là 305, giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đó là con CD Sony. Bác nhớ nhá, CDP model của nó là EX nữa nhá. À, XE nhá. Chứ không tự nhiên là XE 570. XE 570. Đây, optical yêu. Ao ra, chịu ao ra. Sang con phía dưới. Tất cả những mặt hàng này về các bác lau thì còn đẹp nữa. Con Sony phía dưới nó có Sony 306, giá 1,8 triệu. Đó là con model 750. 1,8 triệu 750. 750. Xuống dưới cùng hai con Panasonic giống hệt nhau. Cùng một model. Con trên này cái trắng trắng này không phải là nó bị hỏng gì đâu nhá. Những cái trắng này họ đang dán cái lớp để họ ấn tay cho nó đỡ bị mòn đấy. Nó bị mòn đây. Tất cả đây họ dán này. Thích thì lột đi. Được chưa? Hai con này là hai con Panasonic SLPS700. Hai con này đẹp như nhau, giá như nhau tiền. Số 307 và 308 đều 1,9 triệu. Đều 1,9 triệu. Hai con này đẹp như nhau luôn. Giá như nhau. Nó mà khác nhau thì giá nó sẽ khác đấy. Em quay về sau tổng thể cho hai cái dãy này cho các bác ạ nhé. Hai dãy này về phía sau của từng con một đây. Này có nhìn được chưa? Rất là đẹp luôn. Đây tổng thể phía sau của hai con đấy. Đây. Ok chưa? À, tiếp tục sang đến bên đây. Tất cả hàng bao hoạt động hết rồi. Em quay thật nhanh cho các bác thôi. À, số tiếp tục là số 309, giá 1,9 triệu. Rồi, đấy, rồi biết kèm, biết rồi. Ba trăm linh chín giá 1,9 triệu. Đó là con Sony CDP 790. Con này bị chấm một tí đây nhá, chấm một xước tí tí nhá. Giá 1,9 triệu, con 790. Đấy. À, sang tiếp tục con Sony 310, giá cũng 1,9 triệu. Con này con 611. À thì đẹp long lanh đi, không nghĩ đâu. Còn những cái chỗ này này, báo cáo các bác là thật ra là nhiều bác thì chưa để ý đâu. Những cái chỗ này nó hơi trớt này. Nhưng nhiều các bác là có cái chấm cho cái bút dạ của màu đen này. Không lộ những em là em phải báo thế nhá. Chấm bút dạ nó không lộ đâu, trước sau nó lộ. Báo, bán hàng là phải báo rõ. Không về thành lừa khách không thích cho xong. Nha, 611. Xong tiếp tục này. Con Sony. Bởi vì là nhiều cái này em biết chứ, nhiều ông bán chấm này thôi, nhưng qua máy quay thì không biết, nhưng mà về thực tế là sao không biết được. Mất việc. À, tiếp tục sang con Sony thứ ba phía dưới. Ô, con này đâu nhỉ? Con này chưa có phiếu à? 310, 311, tôi bỏ sót con này rồi. Con này 770, bỏ sót với con này các bạn. Đấy. Con này là con Sony. Con này model 770, được chưa? Đấy. 770, con này 1,6 triệu nhé con nhé. 1,6 triệu, 770. Con Sony 770 nhé, 1,6 triệu. Hỏi phải không có số gì cho xong. Xuống tiếp tục, đó là bác nào có mua thì bảo là con Sony quên không viết số ấy, giá 1,6 triệu. CDP 770, 1,6 triệu. Xuống tiếp tục dưới đó là con Sony CDP 391, giá 1,5 triệu. Hàng tất cả con nào đẹp, con nào xuất sắc thì sẽ báo luôn nhé, không phải lo. Xuất sắc thì báo. Tiếp tục xuống đây con Sony này nữa, KTV, con này hàng cao cấp rồi. Sony model 950, lâu lắm mới được với con đời cao đấy. Con 950 đấy ạ, số 312, giá 2,5 triệu. 950, con này đường ao nhé, đường lay ao, bác có thể vặn nhé. Bác có thể vặn to nhỏ tại đây như cái volume to nhỏ của ông Ly nhé. Này. Nhiều lúc còn về không để ý cái vặn này này, lúc cấp cắm suốt ra TV lại không nghe thấy tiếng đâu, à, ra âm thanh dài. Đấy. Layout đấy, đều có layout này, con này có layout này. Này, layout hết này, nhìn chưa? Rất nhiều layout này, phải vặn lên. Nhiều con cứ tắt đi, lúc về vặn nó không ra tiếng về. À, tiếp tục đây nữa. Ở phía dưới đây, dưới cùng đó là tiếp tục con Sony nữa. Con này đời cao nữa các bạn ạ. Lâu lắm lại tiếp tục được con nữa nhá, 991. Con này số 313, giá 2,8 triệu. Con Sony 991 ạ, được chưa? Đẹp long lanh. Yên tâm cho con nào có vấn đề em báo 991. Sang tiếp tục con tiếp theo, đây là lô của đờn ông, nguyên đờn ông luôn. Có là con đờn ông DCD 1300, giá 314, giá 1,9 triệu. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp, được chưa? Bác nào cần chi tiết thì bác gõ hồ em nhé. DCD 300, 1300, số 314, 1,9 triệu. Xuống tiếp tục con đờn ông dưới, phía dưới nữa của con này nhìn bệ.
Con này dày đẹp lắm các bạn. Quá đẹp luôn. Con DCD425. DCD đây, 425. Giá số 315, giá 2.8 triệu. 2 triệu 8. Con này mà vặt vàng chanh của nó toàn 3 mấy 4 mấy đấy các bạn. Xuống tiếp tục con dưới nữa. Ôi giời, con này mặt phay nhôm xước, trắng nõn, USB đấy ạ. Chạy cả USB luôn. Đó là con đờn ông DCD755SE ạ. Bác nhớ nữa, SE đấy. Con nào đang dùng đờn ông SE làm nốt bộ này nó về đi. Về đây, đây. Hôm trước bắt đầu lấy con Dobly ấy, lấy nốt con này về cho cùng bộ. Số 316, giá 3.6 triệu. Con này chạy CD và USB nhá, 3.6 triệu. Xuống tiếp tục dưới nữa là con đời đông 910, DCD 910, đời cao chưa. Số 317, giá 1.9 triệu. 1 triệu, có cả digital. Ao nhá, cục quang ra nhá. Mặt mũi không xước đâu, con nào xước em báo. Xuống cuối cùng nữa là con đời đông 1510. Con này có một tí chấm bên bên trên. Bên trên nhìn, nhưng mà nhìn bình thường vào thì đây, nó nhìn này. Này bình thường vào nó vẫn có một tí tí, không rộ lộ gì cả, bình thường. Con này có thể xử lý được, chấm được. Không quan trọng ở đấy. Số 318 có thể xử lý được bởi vì nó không bị, nó không, đây là nó không bị chảy hẳn nhôm mà nó chỉ xước một tí, chấm một tí đây này, có thể xử lý được. Số 318 2.9 triệu. Con này cho chất âm hay lắm. 1510 các bác cứ tham khảo đi. Có cả cổng live quýt này. Đấy. Được chưa? Về phía sau đây, em quay về phía sau tổng thể của hai cái lô cuối, hai cái dãy cuối cho bác nhìn. Về phía sau đấy. Không có con nào xét gì đâu các bác, yên tâm nhá. Hàng như này yên tâm đi. Xét gì không có đâu. Đấy, em cảm ơn các bác ạ.